Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều hôm nay giữa Chi Nam và Gia Đình. Họ nằm ở bảng G. Có sự diện của đội bóng chính chủng. Bảng đấu là cuộc derby mảnh đất Yên Phong. Và chúng ta cùng nhìn để chào mừng hai bóng FC Chi Lăng, FC Quang Đình về tham dự vòng 1 giải bóng đá Phúc Open năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta trận đấu giữa FC Chi Lăng và FC Quang Đình, trận thi đầu tiên của bảng G. Ngày thứ vừa qua chúng ta đã kết thúc các bảng đấu A, B, C, D, E, F và bảng G và H cũng sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Trận thi đấu của bảng H cũng được coi là trận đấu tâm điểm tái diễn tại giải Ngọ Phộng, Ngọ Khổng mở rộng năm 2024 giữa Trung Lạc và Ngọ Khổng. Còn đối với trận thi đấu giữa Quang Đình và Chi Lăng, đây là hai đội bóng có các cầu thủ thuộc thế hệ Gen Z rất trẻ. Bên phía Quang Đình họ mang trên mình bộ trang phục áo xanh quần tím than, bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng nhìn của quý vị và các bạn. Trong khung thành Hoàng Đức Việt đeo số 1 Fiaza 24, bối tới 88 Trung Tỉnh số 6, 26 Đức Bố, 22 Hồng Phong và cái tên cùng đó chính là Trung Kiên. Còn đối với Chi Lăng đại diện đến từ mảnh đất Long Châu, trong bộ trang phục áo vàng quần vàng, bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng nhìn của quý vị và các bạn. Trong khung gỗ là cái tên Đức Duy đã số 1, Duy Bẹo 11 đội trưởng, Đức Hải số 2, Văn Đức 17, Đức Hùng 21, Văn Hoạt số 6 và cái tên cuối cùng đó chính là Văn Thủy đeo số 68. Như vậy ngày nay thì bất ngờ trong hình của Chi Lăng họ thiếu đi một cánh chim đầu tàu quen thuộc là Thắng Còn. Và chúng ta sẽ chờ đợi những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng Chi Lăng như Đức Còn, Văn Hoạt, Văn Thủy, họ sẽ phải thể hiện những gì khi mà số lượng cầu thủ mà Chi Lăng tham dự trận thi đấu này cũng không được đánh giá là quá đông đảo. Họ chỉ có 2 cầu thủ dự bị ngoài sân mà thôi. Chi Lăng cũng đã có lần lên ngôi vô địch gần nhất tại giải Phú Lưu sau khi đánh bại Than Thượng. Sau rất nhiều những mùa giải cán đích ở vị trí dài, nhưng mùa giải mà họ đáng tiếc nhất chính là tại Vọng Nguyệt trên sân bóng Bến Bà. Văn Hoạt đã ghi bàn thắng ở giây bù giờ, nhưng trong những giây bù giờ của bù giờ thì đội bóng này đã để thua trước Hương Mạc. Như vậy tiếng gọi trọng tài vang lên, trận đấu của chúng ta được bắt đầu. Trận đấu mà tất nhiên cả Chi Lăng cùng với Quang Đình họ sẽ phải có sự toan tính nhất định khi đây là trận đấu khai màn đối với đội bóng này. Một chiến thắng thì gần như tấm vé bước tiếp vòng thi đấu 1/8 nó sẽ hiển hiệu ngay trước mắt. Và chính trùng thì không được đánh giá quá cao so với cái cửa bước tiếp rất nguy hiểm. Pha dứt điểm từ xa đến từ các tay vặt, bóng dường như đã nếm nhẹ lên mép ngang, mép trên của sàng ngang, cầu môn khung thành của các tên Đức Việt khá nguy hiểm. Trong ngày hôm qua thì cái tên Đồng Sơn cũng đã có một siêu phẩm sút xa, hiện tại đang đạt tỷ lệ tốt nhất trong danh hiệu bàn thắng đẹp ở mùa giải năm nay.
Ở mỗi vòng, ban tổ chức cũng có những danh hiệu cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất vòng, thủ môn xuất sắc nhất vòng, cùng với đó là danh hiệu cá nhân dành cho bàn thắng đẹp nhất. Bàn thắng Cô Sơn vẫn đang là bàn thắng được chấm điểm cao nhất. Chúng ta sẽ còn hai trận đấu ở hai bảng GH để tìm ra bàn thắng nào sẽ đẹp hơn Hồng Sơn. Đó là những danh hiệu cá nhân. Giải Cup Phúc năm nay vẫn như ở mùa giải ngoái, chúng ta có 24 đại diện tham dự được chia thành 8 bảng đấu. Ngày hôm nay thì đội bóng Ngọ Phúc 2 đồng chủ nhà cũng sẽ ra quân. Họ gặp Mô Bày. Mô Bày đã gây ra sự bất ngờ khi đánh bại được Mân Xá với tỷ số tối thiểu 0-1, tối thiểu 1-0. Hai trọng tài được chính ở trận tiếng hôm nay là trọng tài Tâm Ca Ca cùng với trọng tài Hiếu Ngọc thuộc ban trọng tài bóng đá phong trào Yên Phong. Ban trọng tài sẽ là những người cầm cân để mật xuyên suốt giải đấu năm nay. Trung Tỉnh, một pha chuyền bóng khá dài của Trung Tỉnh nhưng bóng không thể tìm được vị trí của những người đồng đội bên phía đội bóng áo xanh. Duy Bèo, ngày hôm nay thì Duy Bèo được tin tưởng để thiếu vị trí tiền đạo cắm. Còn với Văn Thủy thì giống như cầu thủ này đang thi đấu ở vị trí vậy, lệch trái, một vị trí trái trường của cầu thủ này. Sút điểm ngay không được, sức gió đã khiến cho trái bóng bị cuộn đi và cú chạm chân vừa rồi của Duy Bèo là không chuẩn xác, khá đáng tiếc. Đức Hùng là người đã kiến tạo dành cho Duy Bèo, nhưng dường như các cầu thủ Chi Nông họ còn phải làm quen với mặt sân bãi ở tại Chi Nông. Thì đây được coi là một thôn làng có số lượng sân bãi nhiều nhất ở mảnh đất Yên Phong cũng như toàn quốc khi có 6 mặt sân nhân tạo. Trọng tài Tâm Ca Ca đã thổi còi trong tình huống mà cái tên Duy Bẹo bị ngã, đã có sự tác động. Đó là quyết định của trọng tài. Một tình quyết định thì Chi Nông họ cũng thường xuyên có những bài đánh, những mảng biếng phù hợp được coi là rất sắc nét mà chúng ta cũng chưa đợi. Văn Hoạt đầu chuyền ra không được, cú diễn đến từ cái tên Đức Còn. Đức Còn và Thành Đức Duy là hai người anh em cùng trong một gia đình. Mùa giải mà thành công nhất của bóng đá Chi Nông cũng như là hai người anh em này thì Đức Còn giành danh hiệu quả bóng vàng, còn với cái tên Đức Duy thì cá nhân thủ môn này cũng đã xuất sắc giành chiếc găng tay vàng ở mùa giải Phú Niu mở rộng. Phi Hà Gia, Đức Việt, đây là Trung Tỉnh. Hồng Phong, giải đấu Ngọ Phúc Open năm 2024 vẫn như mùa giải năm ngoái thôi, chúng ta các thủ đều đến từ một thôn làng, sẽ không có ngoại binh ngoại trừ FC Mô Bay, đơn vị đồng hành cùng với giải đấu của chúng ta. Họ sẽ đăng ký số lượng cầu thủ thi đấu là 20 người. Khá nguy hiểm, một pha diêm có gần đến từ các tay Trung Tỉnh, nhưng Thành Đức Duy đã có một pha bóng khép bóc chủ động. Đức Duy đang ngày càng một thể hiện vai trò đậm nét trong người gác đền bên phía bóng Chi Nông. Như vậy trong những tình huống mà trọng tài phân vân giữa penalty hay không penalty, chúng ta sẽ đợi chờ công tác hỗ trợ. Vậy à, bóng đá bây giờ thì luật cũng có phần thay đổi, không phải tiếng bóng chạm tay nào cũng là penalty, nhưng không phải tiếng bóng nào bóng chạm một phần cơ thể mà không bị penalty. Quan trọng là cánh tay của bạn dang rộng như thế nào. Đó thì chúng ta phải chờ đợi quyết định của trọng tài.
trên này, sau tay kia nó vung ra đường sau thôi. Nếu đường nó tránh thì tay bao giờ nó cũng vung ra đường sau. Còn cái khoản trước thì cũng không có xác định được là tìm đoạn nách này hay đoạn cánh tay này. Và đà của nó thì bao giờ nó cũng vung ra đường sau. Trọng tài đang quan sát rất kỹ lưỡng trong một tình huống tham khảo công nghệ VAR via support. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi tình huống làm chậm đến từ đội ngũ kỹ thuật BKV Nguyễn Hùng. Và chúng ta sẽ trở lại quyết định cuối cùng của trọng tài. Những giây phút cực kỳ hồi hộp ngay từ những quãng than đầu tiên trận đấu giữa Quang Đình và Chi Long. Đây là một tình huống mà khiến cho trọng tài sẽ phải phân trần cũng như giải thích giữa hai người đội trưởng. Đó là cái tên Đức Bố cùng với Văn Hoạt. Và may thư vắng thắng con thì Văn Hoạt được cho rằng là cầu thủ đội trưởng, vâng, được cắt cử đội trưởng, đội phó của FC Chi Long. Vâng, sau khi tham khảo coi vệ video support thì này cho rằng đó không phải là một tình huống penalty. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam, đặc biệt là cầu thủ phòng ngự Đức Hải cần phải cực kỳ lý với một tình huống hớ hình như vừa rồi. Nhưng rất may, bóng đó thì Đức Hải đã trộm chơi bóng. Văn Hoạt tiếp tục thôi. Duy Bẹo. Bóng vẫn còn trong cuộc. Pha tăng tốc của buổi tối nhưng không thành công. Lần này thì bóng chạm tay. Trung Tỉnh sẽ người thực hiện pha đá phạt này. Tình huống cố định đầu tiên bóng thủ áo xanh được thực hiện. Vừa qua thì Quang Đình cũng đã tham dự giải bóng đá Pando Open nhưng họ không đạt thành tích tốt khi đã loại ngay từ vòng 16 đội. Giải đấu mà Quang Đình sẽ thi đấu vòng knockout ngay từ những trận thi đấu đầu tiên. Quang Đình để thua chính người hàng xóm của mình là Quang Đình, đội bóng chủ nhà. Còn với Chi Long, sau những mùa giải họ ươm mầm các tài năng nhí thì bây giờ dường như đang gặt hái được những thành công từ những danh hiệu hai lần liên tiếp tại giải Phọng Nguyệt đều cán đích ở vị trí thứ hai. Giải đấu gần nhất là Thần Thượng, rồi tại Phù Lưu họ thắng Thần Thượng trong trận chung kết. Còn đối với đội bóng Quang Đình thì rất lâu rồi họ chưa đặt tay một chiếc cúp vàng. Mùa giải thành công nhất chính là mùa giải tại Hương Mạc Bảo Lộc. Một trận hòa trước FC Mẫn Xá, sau đó chỉ chấm PNT thì Quang Đình đã để thua trước Vua Đô Cúp ở đất Yên Phong với tỷ số PNT nếu như tôi nhớ không nhầm là 7-8 đi vậy. Trận đó thì Quang Đình đã chơi song phẳng ở đây kiên cường.
Như vậy ngày này thì trong hình của Quang Đình họ thiếu đi cả anh em song sinh, đó là Trung Anh và Tiến Anh. Hoàng Phong, Hoàng Phong đã thoát đi, đường tạt bóng vào không được. Hoàng Phong cũng đã rất nỗ lực để thực hiện một pha bóng vào phía trong, mọi tình huống tạt bóng nhưng bóng có phần hơi cao so với đà vật nhảy của thủ ở tuyến trên. Mọi người đang được bố trí đã cặp cùng với Hoàng Phong là Trung Kiên. Vâng, xin mời bằng chúng ta cùng bật những ánh đèn lên này, cung cấp ánh sáng cho sân bóng ngấp mới của chúng ta. Kịch đua ánh sáng mới, địa chỉ tọa lạc tại Gò Phúc, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Một sân bóng đất đẹp có mặt cỏ rừng nhìn đẹp nhất khu vực của xã Châu Minh. Ngoài sân xa xa đã thấy thắng còn xuất hiện. Một người cầm trịch cho đội bóng FC Chi Long. Trong một giải may thì FC Chi Long cũng đặt mục tiêu rất cao. Đường ca ngang, đây rồi, Tiến Đại không được. Liên tiếp là những pha bóng mà hàng thủ bên phía bóng Chi Long gặp nhiều vấn đề. Và vừa rồi đưa bóng áo xanh đá vào đội một của Ngô An, Trung Tình không thể dứt điểm. Trung Tình đã di chuyển sớm một nhịp, sau đó thì bóng bị chuôi đi khiến cho đà băng vào của anh không thể tung ra một pha điểm. Cánh phải vẫn đang là một cánh tấn công chủ động bên phía bóng FC Quang Đình. Khi mà có sự xuất hiện đến từ cái tên Bùi Tối nhưng pha đưa bóng ở hành này nó có phần thanh thoát hơn. Văn Hoạt không được. Văn Hoạt cũng chính là tác giả trong một tình huống mà đưa chơi bóng tìm đến xà ngang mép trên của thành cầu môn của anh Đức Việt. Bùi Tối, Trung Tình chưa được. Bóng đã được thu hồi. Pha sau kim thành công của Đức Hoạt không được. Một mùa giải thi đấu mà chủ nhân chiếc thẻ vàng giải đấu viên Thôn Chi Long đang phải thi đấu ở vị trí trái giữa trường, vị trí hậu vệ cánh. Hoàng Phong, Bùi Tối, không phải dừng như đó tình huống chơi bóng của Trung Kiên, đây được ơi, không được, rất nguy hiểm trong pha tấn công vừa rồi thuộc về đội hóa giành. Và người ra chân dứt điểm dường như là cái tên Trung Tỉnh. Trung Tỉnh bất ngờ có một pha bóng xuất hiện trong vòng cấm địa của đối phương ở vị trí bên trái. Sau đó thì cá nhân của này tung ra một pha dứt điểm, bóng đã đi vọt xa ngang. Đức Hùng qua người để Đức Con không được. Duy Bèo đã có rất nhiều lần xin bóng đến từ những người đồng đội nhưng dường như những cầu thủ như Văn Hoạt, Đức Con đã không nhìn thấy được đồng đội của mình di chuyển. Không biết ban chức có thể giúp cho cao thủ thiếu trên sân có phần có tầm nhìn thoáng đãng hơn là dập đám khói đang diễn ra ở khu vực lò gạch, nhưng quả thực là rất khó. Một không khí không khác gì nghỉ dưỡng cả, nhưng rất đáng tiếc do có những luồng khói xuất hiện là chúng ta không thể thấy quang cảnh được coi đẹp bao nhất ở mảnh đất xã Châu Minh. Đức Hùng dường như đang bị đau. Dường như Đức Hùng vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Một chấn thương xảy ra đúng vào một thời điểm khá quan trọng. Hơn 1/2 thời gian hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Và khi mà cái tên Đức Hùng bị đau, ngoài sân vẫn còn thắng còn đang khởi động. Chúng ta hãy nhớ rằng là một giảm này, cao thủ thay ra không được phép thay vào. Thay tối đa là 7 quyền thay được người.
Bảng đấu vẫn còn một đại diện thuộc mảnh đất Yên Phong nữa, đó là cái tên Chính Trung. Thay người trọng tài, thắng còn vào sân, rời sân là cái tên Đức Hùng. Còn lại tình huống bóng sau thì bên phía đội bóng áo vàng mới có quyền sử dụng theo đường người. Đến từ công tác của trọng tài. Được chưa? Hay hết bóng này. Vậy thắng còn vào sân rồi. Đây mới là nguồn động lực bất tận đến từ mảnh đất Chi Nông. Có thằng con vào sân, lối chơi của đống này sẽ trở nên đa dạng hơn. Tờ phòng ngự tấn công, đây là một cầu thủ thi đấu rất đa di năng. Mọi vị trí sân thì thằng con đều có thể chơi được. Và ngay cả vị trí tuyến môn, mỗi khi mà FC Chi Nông cần một cầu thủ chơi power play, đã có rất nhiều những cái đấu mà Chi Nông đã phải sử dụng lối chơi power play khi mà đống này bị dẫn trước. Văn Thủy, một tổn thất cũng không phải nhỏ khi cá nhân của tuổi trẻ sinh năm 2K5 Đức Hùng đã bị đau. Dù rằng mới chỉ diễn ra trong vòng 15 phút thôi, Đức Hùng cũng là một tiềm năng lớn của bóng đá Chi Nông, cầu thủ thi đấu vị trí tiền vệ lệch phải và thường xuyên xâm nhập vào các đối phương để tung ra những pha rất đẹp, được coi là sở trường của cầu thủ này. Duy Bảo, thắng còn chưa được. Fiada, Đức Bố vừa có một đường truyền không tốt, bóng đi thẳng vào vị trí của cái tên thắng còn. Nhưng ngay sau đó thì thắng còn có phần đã bị chạy choạc sau khi cầu thủ này mới tung vào sân. Thắng còn không được. Pha xoay có 3 thành công đến từ Fiaza. Đức Bố có đường truyền lác mắt nhưng không thành công, khá điệu đà. Đúng hơn là tên trung tỉnh có đường truyền dành cho Đức Bố. Trung tỉnh khá điệu trong một tình huống chuyền bóng dành cho người đồng đội. Và nó khiến cho pha đi bóng vừa rồi dành cho Qua Đình đã bị mất đi. Đức còn. Văn Hoạt, đang là Văn Hoạt. Duy Bèo, rất nguy hiểm. Duy Bèo đã bị tuyệt chủ. Và sau đó ngay tức thì cá nhân cầu thủ số 1 đã bị ngã ra, hơi đáng tiếc một chút. Bóng tấn công có đất nhất của Chi Nông ở trong hiệp một này. Nhưng tiếc rằng thì cái tên Duy Bèo đã bị ngã ra. Người sẽ là một tiền đạo mục tiêu hàng đầu bên phía bóng Chi Nông cho các tình huống không chiến trên không, cũng như công việc làm tường. Bùi tới đã bị áp sát rất nhanh. Ngay sau đó thì cái tên Bùi tới đã giải vây thành công. Fiaza, đang là Fiaza, đường bóng đáy biên không được. Văn Hà đã đọc được ý đồ đến từ cái tên Fiaza. Phản công nhanh, Đức Còn đang bị cánh phải. Đức Còn trung tình đã nhanh hơn một nhịp. Đức Còn đã có phần hơi chần chừ trong một tình huống bóng mạnh hoàn toàn có thể diệp trực tiếp thay vì một pha cancel theo kiểu giả sút. Trung tỉnh đã đọc được cái đầu của cái tên Đức Còn, nó khiến cho pha tấn công rồi của Chi Nông trở nên vô hại. Đúng là khi có cái tên thắng còn vào sân, các thủ bên phía Hoàng họ đang chơi linh hoạt hơn. Trung tỉnh trong cách bố trí lối chơi và con người, trước đó sự chạy choạc thế trận như nằm hoàn toàn là sự kiểm soát đến từ FC Quan Đình. Đánh đầu không được. Trung Kiên đã khéo léo có một tình huống chạy chắn thành công để mang về một pha bóng đá biên dành cho FC Quan Đình, đại diện đến từ mảnh đất Văn Môn. Họ có đường di chuyển lên tới gần 20 km để có thể đến đây thi đấu giải bóng đá Ngọc Phúc Open năm 2024. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng giải Ngọc Phúc Open năm 2024 này cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các đội bóng gạo cội như FC Mẫn Xá, Mai Động, Chi Nông, Ngô Xá. Đây là những đại diện mới nổi của đá phong trào khu vực. Không có lỗi, rất nhanh. Ngay sau đó thì cái tên Fiaza đã có một pha bắt bóng thành công. Trung tỉnh được gửi đá băng đôi.
Thắng còn đã cố gắng di chuyển cắt mặt, sau đó anh tung ra một pha diễm. Nhưng đó là một tình huống mà Thắng còn đã bị khó trong một tư thế. Văn Thủy không được. Trận đấu tiếp theo sẽ là FC Mobile gặp FC Ngọ Phúc 2. Đây là vòng 2 của giải đấu. Trước khi nếu bóc thăm họp báo, đội bóng chủ nhà cũng đã yêu cầu với các đội bóng đội khách, đó chính là mỗi khi mà đội bóng chủ nhà thi đấu, họ sẽ thi đấu vào khung giờ thứ hai. Hồng Phong không được. Hồng Phong đã cố gắng đưa chiếc bóng vào vị trí mà cái tên Đức Bố đang hiếu. Cơ hội không vào. Lần đầu tiên trong trận thi đấu ngày này thì Sim Bèo có một cơ hội đối mặt với thủ thành Đức Việt. Nhưng có vẻ như thời gian đã lấy đi Sim Bèo tất cả từ tốc độ. Anh đã có phần nặng nề hơn trong những bước di chuyển. Và sự chậm chạp đã lấy mất đi cơ hội vừa rồi. Thắng còn không vào. Pha cắt kéo không thành công. Nếu như đó là một tình huống ghi bàn thì rất có thể sẽ được đề cử cho bàn thắng đẹp nhất ở vòng thi đấu tiền. Xoán Ngồi bàn thắng đã được đánh giá rất cao có tên Hồng Sơn. Ngày hôm qua thì cái tên Long AK đã có một siêu phẩm hụt sau khi bị thủ thành Văn Vinh cản phá thành công. Sau đó thì hai cá nhân cầu này đã có một tình huống rất tôn trọng đối thủ. Một cái bắt tay, người bắt cũng hay, mà người sút cũng rất cử. Phi Aza vẫn là Phan Phi. Đức Hải càng thi đấu thì càng có sự chắc chắn cũng như là dày dặn về mặt kinh nghiệm của cá nhân của thủ sinh em 2K5. Anh đang chơi ở vị trí trung vệ. Đánh đâu! Xin chuyển đổi tỷ số đồng bảo dành cho FC Quang Đình. Người băng vào dứt điểm là cái tên Trung Kiên. Trung Kiên đã băng vào để tung ra một pha dứt điểm trong một tư thế không bị ai theo kèm. Rõ ràng đó là một pha bóng mà cái tên Văn Duy đã bỏ rơi Trung Kiên. Còn với Đức Con thì cá nhân của thủ số 7 cũng đã bị đứng chôn chân. Đứa con. Khi có thắng con vào sân thì dường như đội bóng áo vàng, đặc biệt là những cầu thủ trẻ đang lấy được lại sự tự tin. Những Đức Còn, Văn Hoạt, Đức Hải, Văn Thủy thì đây là một cầu thủ sinh năm 2K1. Anh đang bước vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp bóng đá phong trào. Trung Thịnh. Bùi Tới. Đây là Đức Bố, rất bình tĩnh. Trung Thịnh. Quả người thành công, phá đánh người khéo léo của cái tên Trung Thịnh. Vẫn là Trung Thịnh. Không được. Pha đá bóng nhảy múa đến từ đội bóng Quan Đình, đặc biệt đến từ cá nhân cầu thủ số 6, cái tên Trung Thịnh. Trung Thịnh đáng lý ra cần phải thực hiện đường chuyền sớm hơn. Thay vào tình huống anh tự tin xử lý cá nhân, nó mất đi. Pha đá bóng có phần đột biến. Sự dườm ra là một điều dường như được cấm kỵ trong bộ môn thể thao vua. Bóng biên, một câu mở ra dành cho FC Quang Đình. Đường chuyền bóng vào, rất lớn chấn,
Nhưng may ngay sau đó thì Đức Hải đã kịp thời lùi về bọc lót dành cho thủ thành Đức Duy. Pha ra vào không tốt của Đức Duy. Bối tới đã có cơ hội dứt điểm. Nhưng khi đó thì góc sút là quá hẹp. Cú ra chân của cầu thủ đội số 88 này nó đi vào góc hẹp và thiếu lực. Nên Đức Hải có thời gian để đưa ra pha cản phá thành công. Văn Hoạt. Cả hai đang tăng tốc ở những phút thi đấu cuối một này. Đây đã là phút thiếu thứ 27. Dường như những giây phút vừa qua thì cái tên Đức Bố, cầu thủ là số 26 đang có quãng thời gian dâng cao khá nhiều. Khoảng trống đã đổ ra bên phía phòng ngự của đội bóng áo xanh. Nó vẫn chưa bị các thủ áo vàng khai thác một cách triệt để. Tiếp tục. Thắng còn. Bàn bật này. 4 đánh 3. Văn Hoạt. Vẫn là Văn Hoạt. Duy Bèo. Không vào. Đáng lý ra thắng còn cần phải thi đấu cá nhân hơn. Ngay cả Đức còn cũng không tin rằng người đã đánh của mình lại tung ra một tình huống chuyền bóng thay vì một pha dứt điểm. Rất đáng tiếc. Duy Bèo đã đặt thắng còn là một thế thuận lợi. Nhưng thắng còn thì có một pha bóng chơi theo bài. Anh thả bóng về phía cột 2 nơi mà có sinh diện đến được cái tên Đức Còn. Đức Còn thì bất ngờ anh giật mình và không có một thế diện đủ tốt khiến cho được đi là nhẹ. Ngay lập tức thì hàng phòng ngự áo xanh đã lùi về rất nhanh để giải thoát thành công. Hơi đáng tiếc bóng chạm tay của cái tên Đức Bố. Tỷ số hiệp 1 vẫn đang là 0 đều. Khán giả đang cần bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Và thắng còn chuyên gia xúc phạt bên phía FC Chi Đồng sẽ người thực hiện phá đá phạt này. Thắng còn, Đức còn không được. Nếu được chiều bóng vào của Đức còn cũng đã kiếm về một phá đá phạt góc dành cho Chi Đồng. Đây những phút giây mà hàng phòng ngự của Quang Đình không thể nào chơi nữa đồng. Họ phải thiếu thật sự bình tĩnh. Đường căng ngang vẫn chưa được. Văn Thể lúc này đang chơi tròn đoài ở vị trí vạch cánh trái. Hướng tấn công chủ đạo bên phía FC Chi Đồng. Rất ít khi mà tôi chứng kiến cái tên Văn Thủy phải thiếu vị trí vạch cánh. Còn đã cái việc thiếu vắng đi cái tên Khắc Huy. Thì FC Chi Đồng dường như đang phải có một hình chấp vá. Một hình toàn công. 5 phút bù giờ dành cho hiệp thi đấu đầu tiên. Sau quãng thời gian mà bài tham khảo không gọi ghi support cũng như là sơ cứu cho cái tên Đức Hùng, cầu thủ 2K5 dường như đã bị chấn thương lật cổ chân. Bối tối. Vẫn là bối tối. Và bóng khá quyết định đến từ cầu thủ hai bên. Bối tối đã có một không gian không đủ tốt để thực hiện các tình huống xử lý tiếp theo. Pha bóng lỗi của cái tên Fia ra trong tình huống tranh chấp với Duy Bẹo. Duy Bẹo thì vẫn như thế này. Tốc độ thì khá chậm chạp nhưng điều quan trọng nhất, Duy Bảo là người mang về nhiều quả đá phạt nhất dành cho bóng áo vàng. Và vừa rồi là một pha đá phạt nhanh đến từ FC Chi Đồng. Bóng chân của Văn Thủy và sinh ra là một tiền đạo nên rõ ràng cá nhân của này ngay tức đã đưa ra một pha dứt điểm thay vì tướng chuyền bóng cho Duy Bảo. Đức Bố, đường căng ngang, không được.
Bùi Tới đối đầu với Thắng Còn. Pha sầu kim của Bùi Tới đã bị Thắng Còn bắt bài. Và ngay tức thì cá nhân của tuổi số 88 đã có một tình huống xử lý nỗi. Duy Bẹo không được. Fiaza. Vẫn là Fiaza, Fiaza. Đường ca ngang. Hậu phòng đã không chủ động cho một pha băng vào. Như vậy đúng hơn là cái tên Trung Kiên. Đức Bố. Đường truyền. Coi không được. Lần này là phạm pha nào ra kịp thời đến từ cái tên Đức Duy. Một tình huống ham bóng cực tốt của cái tên Trung Tỉnh. Nhưng ngay sau đó đến pha căng ngang của Trung Tỉnh dành cho cầu thủ đội số 22 là cái tên Hồng Phong. Thì nó không đến vị trí của Hồng Phong. Hơi đáng tiếc. Chỉ cần 3 đường chạm bóng thôi. Ngay lập tức công thành của thủ môn Đức Duy đã phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Đánh đầu. Chưa được. Đức Bố qua người. Đây là Hồng Phong. Hồng Phong sút xa. Rất tốc độ. Văn Hoạt. Hoạt say. Đường chuyền không tốt của Đức Còn. Và phản công dành cho Quang Đình. Đường ca ngang Bùi Tới. Văn Thủy. Duy Bèo. Tốc độ của Duy Bèo. Vâng, chưa bao giờ được cao là khả năng đối thủ của Duy Bèo. Thắng Còn đã nốt đi rất nhanh để có một tình huống bóng hài dành cho cái tên Văn Thủy. Không à. Pha bàn bật như trong sách giáo khoa của Thắng Còn cùng với Văn Đức. Và người dứt điểm cuối cùng là Thắng Còn. Người trưởng FC Chi Lăng đã đưa cho bóng tới bến cột dọc. Sau pha bóng chớp nhoáng đến từ đội bóng áo vàng. Và lần này thì bàn thắng cuối cùng đã mở dành cho Văn Hoạt. Hoạt say. Lần này thì Văn Hoạt không thể vào đâu nữa. Một tình huống đối mặt với thủ thành Đức Việt. 1-0. Ở thời điểm khá nhạy cảm. Đủ khoảng thời gian bù giờ. Thì Văn Hoạt đã đến thế kịp thời sau rất nhiều những pha bàn bật đến từ đội bóng Chi Lăng. Nhưng kết thúc là chưa tốt. Thì Văn Hoạt xuất hiện như từ giữa chuyên nền để rồi đưa ra pha dứt điểm. Trái chân. Chân trái không phải chân thuận của các tên Văn Hoạt. Đức Việt thì có pha bắt bài. Anh nhún người sang góc trái nhưng Văn Hoạt đã quá thông minh để đưa ra một tiếng diệm. Và có phải cầu môn cung thành của tên Đức Việt. Tạm thời giúp cho Chi Lăng dẫn trước đối phương của mình là một bàn. Fiaza. Bùi Tối. Và cầu bóng thành công của Đức Còn. Đây là Thắng Còn. Thắng Còn nơi bị đến là một cầu thủ có tinh thần chiến đấu rất nhiệt huyết. Và chúng ta đã thấy được giá trị của Thắng Còn là như thế nào khi có mặt trong đội hình bên phía bóng Chi Lăng. Họ đã biến Chi Lăng ảo diệu hơn trong những tình huống phòng ngự phản công. Cú sút không được. Đúng lúc này tiếng còi trọng tài vang lên rồi còi kết thúc hiệp 1. Chúng ta sẽ nghỉ ra 10 phút để trước khi bước vào hiệp thiếu thứ 2. We'll be right back.
Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân bóng ấp mới Kinh Đô Ánh Sáng, phường Hòa Phúc, xã Châu Bình, huyện Bắc Giang để cùng theo dõi chứng kiến hiệp 2 cuộc đấu giữa FC Chi Long và FC Quan Đình thuộc khu vực vòng 1 bảng G giải bóng đá Hòa Phúc Open 2024. Thì một khép lại với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về FC Chi Long, với cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất là cái tên Văn Hoạt trong quãng thời gian bù giờ. Thì phòng ngự bên phía Quan Đình đã có phần nơi đỏng, và trong hiệp thiếu thứ hai này họ đã có hai sự thay người, những cái tên như Trung Anh và Thành Phong Bi được tung vào sân, rời sân là Thành Đức Việt cùng với cái tên Hồng Phong là hai người được đưa ra nghỉ. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trong hiệp hai này, đội bóng Quan Đình họ mang trên mình bộ trang phục áo xanh quần tím thản bảo vệ của thành bên phía tay phải. Thiếu nhìn của quý vị và các bạn, và tất nhiên bây giờ công việc tấn công sẽ được Quan Đình họ ưu tiên hàng đầu. Đánh đầu khá nguy hiểm, pha bật cao đánh đầu đến từ cái tên Trung Kiên. Trung Kiên là cá nhân cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía đình Quan Đình cùng với cái tên Bùi Tới. Và hai nhân tố này sẽ là các cầu thủ tiểu vị trí tuyến trên. Khi Trung Anh vào sân, rõ ràng cá nhân Trung Anh sẽ được chơi vào vị trí tiền vệ trung tâm, người có khả năng sáng tạo bên phía bóng Quan Đình. Vừa qua thì Trung Anh cũng cùng với đội bóng FC Mẫn Xá tham dự giải Mẫn Xá vòng chung kết giải Mẫn Xá năm 2024. Họ lại thua trước Việt Phương Đông. Trung Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm 2023. Bằng chứng là việc từng tình huống đi bóng, những pha phát triển bóng của Trung Anh đã có phần ấn tượng hơn, cũng như các tình huống cầm bóng chắc nhịp. Đây là lực lượng tốt nhất bên phía bóng Quan Đình, họ chỉ thiếu duy nhất là cái tên Tiến Anh mà thôi. Hiện tại Tiến Anh đang thiếu cho máu của FC Bắc Ninh. Tham dự giải rất nguy hiểm, không vào, vẫn không vào. Hai cầu liên tiếp đến với cái tên Duy Bèo, vòng quá bất ngờ. Duy Bèo có cơ hội để giúp cho Chi Hồng có được bàn thắng nhưng được cách biệt. Từ thắng còn rồi Duy Bèo, ba pha diễn liên tiếp không thể chiến thắng được Thành Phong Bì. Và Phong Bì chứng tỏ lý do vì sao anh là người thay thế cái tên Đức Việt trong hiệp thiếu thứ hai này. Cơ hội, tỷ số đã một đều. Vâng, tấn công nhiều không có được bàn thắng thì Chi Hồng đã phải trả giá bằng bàn thua. Luật nhân quả đến rất nhanh, Trung Tỉnh đã ghi bàn sau khi bỏ lỡ một con nhân đôi cách biệt. Thì bây giờ đội bóng Chi Đồng đã để cho đối thủ của mình có bàn thắng cầu hòa một đều bằng pha đền bóng đẳng cấp đến từ cái tên Trung Tỉnh. Sau khi 30 giây thôi, còn chưa đến 30 giây, tình huống mà Chi Đồng đã có 3 cơ hội liên tiếp. Thắng còn và nước không vào. Pha xiên trái quen thuộc đến từ cái tên Văn Đức, nhưng đó là một tình huống dứt điểm mà nó rất gần với vị trí mà cái tên Phong Bi đã lựa chọn. Nó chưa đủ hiểm. Khi mà Quan Đình có được bàn thắng của Hòa Mùa Đèo thì tất nhiên những diễn biến diễn ra trên sân bóng Ngọ Phúc sẽ trở nên đáng xem hơn rất nhiều. Cả Chi Long cùng với Quan Đình đây được đánh giá là hai đối thủ đồng cân đồng lạng, đầy cân bằng. Nhưng theo đánh giá của giới mộ điệu, giới chuyên môn thì có như Chi Long họ có phần nhìn hơn một chút khi mà có sự góp mặt của những cái tên như Thắng Con và Di Bẹo. Một hình có sự kết hợp của những cầu thủ trẻ và những lão tướng. Đối với Quan Đình thì đây là một tập hợp của những người anh em thuộc thế hệ 2K còn rất trẻ, họ cần phải có thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Trọng tài đã rút ra một tấm thẻ vàng dành tặng cho cái tên Đức Con. Cầu thủ bên phía Quan Đình vẫn đang tỏ ra khá đau. Bối Tối và Trung Tỉnh, hai cá nhân của ngày thi đấu ở vị trí hành lang bên trái nhưng thường xuyên có những pha bóng hoán đổi vị trí cho nhau. Không được. Trung Kiên không thể có một tình huống giải chân thành công.
Tôi thấy có một vài tình huống mà cái tên Bùi Tới và Trung Tịnh. Đôi khi thì Bùi Tới dựng cao và Trung Tịnh sẽ chơi đối sâu. Để không khác gì một cầu thủ phòng ngự cả. Tất nhiên vị trí chủ đạo mà cái tên Trung Tịnh tham chiến trong hiệp 2 này là lại vị trí tiền vệ lệch trái để hỗ trợ cho cái tên Trung Kiên, người đã được cắt cử thiếu vị trí tiền đạo cắm bên phía bóng Quan Đình để đối đầu với cái tên Đức Hải, một thủ sinh năm 2K5. Bùi Tới uống phạt bóng không giữ quả thắng còn, nó giúp cho Quan Đình có một cội. Đây là Trung Kiên, bàn bật hai Trung Anh, bóng khá lộn xộn, vẫn là Trung Anh. Văn Hoạt đã những người một nhịp để đưa ra một tình huống phá bóng thành công. Trận đấu mà quý vị và các bạn theo dõi được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên sóng fanpage của Bệnh viện Anh Hùng. Và đây cũng là một trang thể thao rất may mắn được đồng hành cùng với giải đấu Ngọ Phúc lần thứ tư năm 2024. Lần này thì cú đệm đồng cơ bản của Chủ tịch đã không đúng ý đồ, rất đáng tiếc. Sự kiến tạo của tên Đức Bố, Trung Tịnh đã có một cội thứ hai trong hiệp 2 này để giúp cho đội bóng áo xanh có được bàn thắng vươn dẫn trước. Sức gió trên sân bóng Ngọc Phúc thật sự rất lý tưởng cho khán giả nào yêu thích thiên nhiên, muốn nghỉ dưỡng, không khí rất mát mẻ. Ngoài ra chúng ta còn được chứng kiến những cánh hàng rong cũng đến đây rất đông đủ để phục vụ nhu cầu của khán giả, các cầu thủ, cổ động viên đến đây để cùng cổ vũ tiếp lửa cho các đội bóng. Và cũng có khu vui chơi riêng dành cho những em nhỏ từ nhà hơi tới tô tượng, rất nhiều những thứ vui chơi khác thay người trọng tài. Chỉ nằm có sự thay người, Duy Bẹo dài sân, vào sân là cái tên Đức Hướng. Như vậy Duy Bẹo dài sân, có lẽ bây giờ thì cách chơi tấn công đến từ đội bóng chi dòng họ sẽ có phần thay đổi hơn. Đức Hướng thì có một phong chơi khác với Duy Bẹo, đây là một cầu thủ có khả năng phối hợp cũng như các tình huống mà luồn lách sau lưng thành phố Quốc Phương đưa ra những pha dứt điểm, không có những pha cài đè. Đây rồi, Trung Kiên đường ca ngang, bóng ai không vào, pha bóng rất tỉnh táo đến từ cái tên Trung Đình dành cho Bồi Tối. Ở vạch cánh trái bên phía Quan Đình đã có pha nhoi lên để dứt điểm ở một tình huống ngoài, nhưng đáng tiếc rằng tình huống ra chơi vừa rồi bóng đã đi hơi cao so với cầu môn cung thành của tên Đức Duy. Trận đấu mà tôi ấn tượng nhất với cái tên Đức Hướng chính là cuộc đối đầu giữa Chi Đồng và Mai Động tại giải bóng đá Phong Nguyệt. Khi đó thì Hướng vào sân 10 phút và ghi tới một cú hat trick thắng còn. Qua người rồi vẫn là thắng còn. Thời cơ không vào. Vâng, như vậy đã có bàn thắng thứ hai rồi. Tôi ngỡ được rằng bóng đi ra ngoài. Sân bóng Anh Điền có phần khá tối, nhưng không. Đức còn đã ghi bàn để giúp cho Chi Đồng có lần thứ hai về dẫn trước. Đường kiến tạo thuộc về thắng còn. Đức còn đã có một nhịp chần chừ, nhưng rất may ngay sau đó thì Đức còn cũng đã chiến thắng được thủ thành Phong Bì. Và bây giờ thì Quan Đình tiếp tục phải đi tìm bàn thắng gỡ hòa hai đều. Trung Anh đang là Phong Bì, đường truyền vào không được. Tình huống tạt bóng đến từ cái tên Đức Bố nhưng không thành công. Không phải, dường như đó là tình huống tạt bóng của Phi Aza.
Và khi được hướng vào sân thì rõ ràng thắng còn có nhiều các tình huống hướng vào vị trí khu vực vòng cấm địa đối phương hơn. Anh sẽ có phần giải thoát. Đức Hướng và Thăng Còn sẽ liên tiếp có những tình huống hoán đổi vị trí cho nhau. Phong Bì để là Trung Kiên không được, bóng ở chân của Bùi Tối. Fiala Đức Bố cũng di chuyển rất cao lên tuyến trên. Phải chạy bằng có phần hơi khó của Thành Phong Bì dành cho Bùi Tối, khi mà Bùi Tối đã bị sự ám sát của hai cầu thủ áo vàng, nó khiến cho không gian đỡ bóng của cá nhân cầu thủ này đã bị hẹp đi. Và nếu như đội bóng nào giành chiến thắng cho cặp thiếu con này, họ sẽ đối đầu với Chí Trung ở vòng thứ hai. Còn nếu như hai đội hòa nhau, chúng ta sẽ phải dựa vào kết quả fair play. Còn nếu như fair play cũng hòa nhau tiếp tục, chúng ta sẽ phải bốc thăm. Có điều thú vị rằng thì 6 trận đấu đã qua thì chưa có một trận đấu nào chúng ta kết thúc với tỷ số hòa. Các trận đấu vẫn là có thắng có thua. Trung Thịnh đường ca ngang không được. Lần này thì Đức Hải đã lựa chọn một vị trí rất tốt. Sau đó thì cá nhân của đội số 2 đã đưa ra một pha cản phá thành công. Sẽ chỉ là một tình huống phạt góc dành cho Quang Đình mà thôi, đại diện đến từ mảnh đất Văn Môn, Yên Phong Bắc Ninh. Không được. Bóng bỏng dường như không phải là một lối chơi ưa thích của Quang Đình. Và ngay cả Chí Long nếu như thiếu vắng đi cái tên Minh Chiến thì những pha bóng bổng cố định của đội bóng này không được đánh giá quá cao. Và như thì Minh Chiến đang phải thi đấu cho đội 1 vâng đội 8X của Chí Long trong trận 3-4 rất nguy hiểm. Thắng con đã bóng thành công. Đường Hướng đã di chuyển. Đó là một tình huống mà thắng con không chuyển nổi. Anh không quyết định thực hiện một tình huống chuyển bóng. Đức Bố. Đây là Phong Bì. Lúc này thì Chí Long đang nhường hoàn toàn thế trận dành cho đội bóng Quang Đình. Họ đang có thời lượng kiểm soát chạy bóng là tốt hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là các cầu tạo ra cũng là không nhiều khi mà hàng phòng ngự Chí Long cũng đang chơi cực kỳ ổn định. Rõ ràng Đức Hướng có một tình huống phạm lỗi đẩy sau. Mà ngay cả khi cầu này chạm bóng thì với cá nhân cầu thủ số 5 đây cũng không phải là một cầu thủ có khả năng tốt dứt điểm bằng đầu. Trung Anh đang phải nổi khá sâu để hỗ trợ các tình huống làm bóng ở phần sân nhà. Đức Bố. Rõ ràng tuyến giữa bên phía Quang Đình đang gặp vấn đề khi mà Chí Long đang chơi chủ động với 3 cầu thủ ở khu vực trung tuyến. Những Văn Hoạt, Đức Hướng, ngay cả Thắng Còn nữa. Và một vài tình huống thì hoàn toàn các tên Văn Thủy cũng có khả năng dâng cao để chám vào vị trí tiền vệ trung tâm. Một vị trí được coi là điểm mạnh của Chí Long. Và nó rất quan trọng cho mỗi trận cầu. Đức Hướng không được. Khá bế tắc, đó những gì mà Quang Đình đang thực hiện trong những phút tiến vừa qua. Đặc biệt quãng thời gian mà cái tên Đức Còn ghi bàn.
Từ bàn thắng thứ hai trở đi thì dường như đội bóng Quan Đình đã mất đi những sự tự tin vốn có của mình. Van Hoạt không được. Đức Bố. Đường chuyền đến Tuy Yên thì cho Trung Kiên. Đảm bảo Trung Kiên. Tiếp tục. Anh em ơi, anh em lấy bóng thì ra ngoài anh ơi. Không thành công. Cũng khá đã bập trong những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Hãy nhớ rằng đây là một sân bóng đất đẹp nên đôi khi chỉ bóng sẽ đi có phần khác hơn so với một mặt sân bằng phẳng là một mặt sân nhân tạo. Chỉ bóng đi lập bập. Và đây là một sân chơi mà dường như người ta sẽ nhớ về thời kỳ của thế hệ 7X và 8X hoặc là cuối 9X. Thắng còn. Đấy rồi, không được. Pha mớm bóng có phần hơi thừa lực đến từ cái tên Đức còn chỉ có thắng còn. Và đây câu trả lời của Quan Đình. Sự xuất của cái tên Đức Duy đã khiến cho tình huống đi bóng của Quan Đình đã bị mất đi. Thắng còn. Thắng được tốt. Vẫn là thắng còn. Lợi thế dành cho Chí Đồng. Đường chuyền. Đức Hướng. Thắng còn. Đức Hướng vẫn chưa thể vượt qua được cái vía của người anh là cái tên thắng còn. Không phải, dường như đó là cái tên Văn Hoạt. Văn Hoạt không tự tin để dứt điểm. Và sau đó thắng còn có một nhịp chần chừ để đưa ra lựa chọn cuối cùng là dứt điểm. Lúc đó thì hậu vệ bên phía đội bóng xanh là FC Quan Đình đã kịp thời lùi về để can thiệp. Đức Hải. Nó rất giống với kịch bản mà đội bóng Quan Đình có bàn thắng gỡ hòa một đều khi mà bóng Chi Đồng có liên tiếp những cội và rồi họ bỏ lỡ. Bao đó thì họ còn phải được rút ra một cách thật nhanh. Đây là Văn Hoạt. Hoạt chạy qua người thành công. Không vào. Lần này thì Văn Hoạt này lựa chọn một pha dứt điểm thay vì đường chuyền chỉ có thắng còn được là Đức Dũng. Rõ ràng một bàn không phải là một cách biệt an toàn nên ngay cả Chi Đồng họ đang tập trung cho các tình huống tấn công để muốn tìm kiếm bàn thắng, muốn tìm kiếm bàn thắng như đội cách biệt. Thắng còn. Văn Hoạt. Đức Hướng. Không vào. Rất đáng tiếc. Bóng đã đi sát sai cột dọc trong một tình huống mà Văn Hoạt đã chơi đồng đội. Hòa xoay được bóng thành công. Một pha bắt bật tam giác cực khai của FC Chi Đồng. Khởi nguồn là thắng còn, sau đó là Văn Hoạt. Văn Hoạt chuyền bóng cho Đức Hướng. Cuối cùng Đức Hướng đã bỏ lỡ. Anh ơi, anh tập ra ngoài kia kìa. Anh nhận ảnh hưởng người ta. Chỉ là ông đang xíu rất nhiều những gọi, nhưng điều quan trọng là cách kết nêu đối phương. Họ đã gặp vấn đề. Và những thắng còn Văn Hoạt và Đức Hướng. Trung Anh. Đức Bố. Vẫn là cái tên Đức Bố đối đầu với Văn Thủy. Văn Thủy đã chiến thắng trong tình huống tranh chấp tay đôi với cái tên Đức Bố biên dành cho Quan Đình. Đánh đầu rất nguy hiểm. Đúng là những pha phòng ngự cố định, FC Chi Đồng đã gặp vấn đề. Pha bóng mà cái tên Bùi Tuấn đã có cội để mang về thắng công hòa hai đều cho một thế không bị ai theo kèm, nhưng Bùi Tuấn đã đánh đầu đi ra ngoài. Đứa con. Đứa con đã chỉ mong có phần hơi vội vàng. Nó dường như không đến địa chỉ bất cứ một cầu thủ nào bên phía Chi Đồng. Phong Bì. 2/3 thời gian hiệp thiếu thứ hai đã trôi qua. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Chi Đồng. Thời gian vẫn còn rất nhiều.
để giúp cho đội bóng Quan Đình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa 2-2. Đây là Trung Anh, đường tạt bóng vào, không được. Thắng còn đang đưa ra những lời chỉ đạo với những cầu thủ trẻ bên phía FC Chi Lăng. Anh không khác gì một cái máy sấy cả. Trung Thịnh, Đức Bố, vẫn là cái tên Đức Bố, hơi hàm dày dặn một chút. Đội triển khai đến từ đội bóng Quan Đình, Trung Anh, Bùi Tới. Bùi Tới đã có một quyết định nã bỏ bóng, sau đó thì cá nhân cầu thủ này bứt tốc lên phía trên. Nhưng đáng tiếc trái bóng đã bị trôi hết nơi bên dọc. Đức Hướng, Đức Hướng qua người, nhưng rõ ràng chúng ta tranh chấp tê đôi 1-1. Đức Hướng thường bị đép vế. Trung Anh người đã bóng thành công. Trung Tỉnh, không đúng hơn là cái tên Đức Bố, khá nguy hiểm. Thắng còn, đang là thắng còn, không vào, vẫn không vào. Nhưng còn liên tiếp xảy ra với đội bóng FC Chi Lăng. Lần này là cái tên Văn Thủy, hai pha bóng liên tiếp mà Văn Thủy bỏ lỡ cơ hội. Câu trả lời của Quan Đình, thắng còn đã có một tình huống chơi bóng chủ động, anh nhau lên để bóng ngay trước mũi giày của đội bóng Áo Giành, và pha ra chân cận thành của cá nhân thắng còn, bóng đi vào góc hẹp không thể chế thắng được thủ thành Phong Bì. Sau đó bóng ngói ra tuyến này nơi mà cái tên Văn Thủy xuất hiện. Anh cũng đã đưa ra một pha diễm đưa một trái bóng đi lên trời. Một ngày thi đấu mà Văn Thủy không có duyên. Phá lưới công thành FC Quan Đình. Đức Hải, và loạt để thắng còn. Pha khởi không thành công của thắng còn, bóng vẫn trong chân của thắng còn. Tắc bóng tốt, trọng tài thay người. Chi Lăng có sự thay người. Văn Thủy rời sân, ra sân làm nhóc. Đây cũng là một cầu thủ trẻ sinh năm 2K7. Còn sinh năm 2K8. Thông tin đã có phần sai lệch đến từ đội ngũ bình luận. Năm nhóc sinh năm 2K8 còn rất trẻ, năm nay 16 tuổi thôi. Ở chúng ta có thể thấy nhìn con người của Chi Lăng bây giờ là những cầu thủ bé bé hạt tiêu thôi. Khi mà những cái tên như Văn Thủy và Duy Bẹo rời sân, phản công nhanh. Một pha phòng lỗi cần thiết đến từ đội bóng áo vàng để ngăn cản tình huống phản công FC Quan Đình. Trung Anh, Bùi Tối đang có bóng, đường chuyền vào, ban bật lại, Bùi Tối không vào. Tài năng của Thành Đức Duy đã cứu thua một cầu thua trong thời đến từ FC Chi Lăng. Thiếu chút nữa thôi, nếu như không có tài năng của Đức Hướng, không có tài năng của Thành Đức Duy thì đội bóng Chi Lăng sẽ phải ôm hận sau rất nhiều những người mà họ sở hữu. Văn Hoạt, tình huống phản công nhanh, đây rồi, Đức Hướng dứt điểm, tỷ số là 3-1. Một pha dứt điểm trái góc tuyệt vời đến từ cái tên Đức Hướng, nó khiến cho Thành Phong Bì không có cơ hội nào để cản phá. 3-1. Nhưng công lớn trong tiếng vừa rồi phải kể đến đầu tiên là tình huống cản phá thành công của Đức Duy. Đức Duy đã cứu thua sau pha dứt điểm đến từ cái tên Bùi Tối. Em đi sang à? Sang không? Gì sang? Em thấy Đức Bố đúng không? Ok. Sang. Và bây giờ cái biệt là hai bàn rồi. Đánh đầu! Trọng tài thay người.
Quá Đình có sự tận người Đức Bố rời sân, vào sân là cái tên Văn Sang Sang Ca Phê được tung vào sân. Cầu thủ đeo số 28 có chiều cao cân nặng tốt nhất so với những thủ trên sân và một đàn dạ rất cháy đến từ cái tên Văn Sang. Chỉ Long thì đến rất gần với một chiến thắng trong ngày đầu giao quân khi cái biệt bây giờ là 2 bàn. Rồi tỷ số là 4-1 rồi. Lần này dường như là cái tên Đức Hướng tiếp tục trình thêm mình cái bàn điện tử, một pha thoát người đầy thông minh, dứt điểm tinh tế để mang về bàn thắng thứ hai dành riêng cho cá nhân cầu thủ này. Rất giống với cái cách mà anh thể hiện tại giải vòng nguyệt vào sân 10 phút và ghi 3 bàn. Lần này thì là một cú đúp. Một cầu trẻ sinh năm 2007, hơn năm nhóc 1 tuổi, năm nhóc thì sinh năm 2008. Đức Hải, rồi thì Đức Còn sinh năm 2005. Cùng với cái tên Văn Hoạt, thủ thành Đức Duy sinh năm 2006. Một thế hệ được tiền đăng bậc nhất bên phía Chi Long đang có một màn chiến ấn tượng. Và cánh chim đầu đàn không ai khác chính là cái tên Thắng Còn. Trung đỉnh chưa được. Văn Sang với một thân hình cầu phát của mình thì rõ ràng ý đồ mà đội bóng áo xanh muốn tới trong những phút thiếu hiệp 2 đó chính là các tình huống bóng bổng, những tình huống cố định sẽ tận dụng chiều cao của cái tên Văn Sang. Không được. Văn Hoạt. Đức Hải đã xuyên kịp thời để đưa ra một tình huống giải thoát thành công. Bây giờ là cái biệt 3 bàn và nếu như Quan Đình muốn bước tiếp vào vòng thi đấu 16 đội, họ sẽ phải thiếu với chính chung ở vòng thứ 3. Nhưng biết đâu Quan Đình họ sẽ có bàn thắng gỡ hòa thì sao? Trường hợp đó thì rất khó có thể xảy ra nhưng không phải là không thể. Không được. Thắng Còn. Đường chuyền hay của Thắng Còn. Đức Hướng đã bị, không phải, đúng rồi là cái tên em nhóc đã bị ngã ra. Đang là Thắng Còn. Văn Hoạt. Phải bằng có phần hơi tối của Văn Hoạt. Trung Anh. Ngỡ tưởng rằng soi bóng sau khi có thắng gốc hòa thì Quan Đình sẽ có phần hưng phấn cho những phút tiếp theo. Nhưng rồi, Chí Đồng đã có được bàn thắng ngay sau đó để giúp cho đống này vươn lên dẫn trước. Rất nguy hiểm. Rồi, thời cơ! Rất nguy hiểm trong tiếng ngồi rồi khi mà thủ thành Phong Bi đã có một tình huống thi đấu khá nguy hiểm và bất ngờ Đức Hải xuất hiện trong một tình huống tấn công bên phía bóng Chi Đồng. Nhưng đúng là cú diễm đến từ một cầu thủ trung vệ. Chúng ta không thể đợi chờ quá nhiều đến từ cá nhân của đội số 02. Thắng Còn sẽ người đứng trước phá đá vào này. Một tình huống cố định. Và đây cũng là phút thiếu chính thức cuối cùng. Đứa Còn. Bóng đá xuyên qua hàng rào. Và Chi Đồng sẽ có một tình huống phạt góc. Mẹ
Đường chia bóng vào. Chưa được. Thắng còn. Không thành công. 2 phút bù giờ dành cho hiệp tiếp tục này. Hiệp 2 không có nhiều các tình huống bóng chết. Và tất nhiên 2 phút là quãng thời gian bù giờ hợp lý cho hiệp 2 này. Bùi tới. Bùi tới qua người nhưng không được. Thời tiết thật sự rất mát mẻ cho giải bóng đá ở Phúc Open 2024. Và hy vọng rằng những ngày tiếp theo thời tiết sẽ ủng hộ, là không mưa, nắng cũng được. Mưa sẽ làm ảnh hưởng tới mặt sân và tất nhiên chúng ta sẽ phải tạm hoãn. Và có đó thì nó khiến cho kỹ thuật của cầu thủ chúng ta bị giảm đi. Một thủ bên phía đội bóng áo vàng đã bị đau trong một tình huống va chạm. Đấu chuyền vào. Đánh đâu. Bóng đi vào lưới sau. Rất đáng tiếc trong pha dứt điểm vừa rồi. Đáng lý ra từ thủ bên phía Quang Đình họ cần phải thực hiện đường truyền, đó là cái tên Trung Kiên ở phía trong. Sang Ta Phi. Trung Tỉnh. Người ghi bàn thắng duy nhất tình huống hiện tại dành cho FC Quang Đình. Phản công gì có chi nồng, thắng còn. Đây rồi. Tỷ số 5-1 lại là cái tên Đức Hướng thì phải. Người đã hoàn tất cú hat-trick nhanh nhất. Và không phải đó Nam Nhóc. Nam Nhóc đá vào sân và ghi bàn. Những cầu thủ có hình rất giống nhau. Số 99 ạ. Em ghi rồi chưa? Em ghi. Ghi từ thủ môn đến họ đánh người trước. Ghi chữ rõ ràng nhé. Như vậy bây giờ 5-1 rồi. Và gần như với chiến này thì Chi Đồng sẽ đặt một chân vào vòng thi đấu 16 rồi. Làm gì? Cơ hội, thời cơ, không được. Những cầu thủ trẻ bên phía Chi Đồng vẫn chưa có dịp dừng lại. Và đúng lúc này tiếng còi trọng tài vang lên rồi. Còi kết thúc trận thi đấu giữa FC Chi Đồng và FC Quang Đình thuộc khổ bảng G. Tỷ số là 5-1. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu giữa FC Ấp Mới cùng với FC Mobile. Một trận đấu mà đội bóng Chi Đồng đã chơi hay trong hiệp 2. Quang Đình sẽ còn phải rất cố gắng ở trận thi đấu tiếp theo.